Sau 2 ngày nghị án chiều 19 tháng 5 theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong giai đoạn 2 của đại án buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh nhãn mác Health 2000 Canada xảy ra tại công ty VN Pharma, thành phố Hồ Chí Minh và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bất ngờ quay lại tranh tụng để thẩm vấn, làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời Viện Kiểm sát cung cấp cũng công bố một số diễn biến mới. Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được đánh giá đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối cải nên cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên bị cáo lãnh mức án 4-5 năm tù về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tòa tuyên bị cáo Trương Quốc Cường mức án 7-8 năm tù. Kiểm sát viên cho biết trước khi tòa tuyên án, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty VN Pharma đã tác động gia đình nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nên bị cáo bị đề nghị 18-19 năm tù thay vì mức đề nghị cũ là 20 năm tù về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các bị cáo Phạm Hồng Châu, cựu trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu phó phòng của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Phan Cẩm Đoan, cựu phó phòng công ty VN Pharma, Lê Thị Vũ Phương, cựu kế toán trưởng công ty VN Pharma, Phạm Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Quyết cùng được đề nghị mức án thấp hơn 1 năm so với mức đề nghị ở 3 ngày trước đó. Cùng hành vi, các bị cáo Nguyễn Việt Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế bị đề nghị 3-4 năm tù, Lê Đình Thanh, cựu cán bộ hải quan thành phố Hồ Chí Minh 2-3 năm tù. Hội đồng xét xử cho biết sẽ tiếp tục nghị án và tuyên án vào chiều tối cùng ngày.